So sánh Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 1995 và 2006, bạn thấy bản nào xuất sắc hơn? Thần Điêu Hiệp Lữ hay Thần Điêu Đại Hiệp là một tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của cố nhà văn Kim Dung. Nằm ở phần 2 trong bộ xạ Điêu Tam Bộ Khúc, Thần Điêu Hiệp Lữ được đánh giá là tiểu thuyết võ hiệp viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung lão gia. Tác phẩm kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính là Tiểu Long Nữ và Dương Quá trong thời đại loạn lạc, giữa vu vần ân oán giang hồ. Đây cũng là bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành phim nhiều nhất trong số các tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung, và có không ít các bản phim giờ đây đã trở thành kinh điển. Trong số các phiên bản phim Thần Điêu Đại Hiệp đã được ra mắt công chúng, có lẽ thành công nhất phải kể đến hai phiên bản, đó là bản năm 1995 và 2006. Đây cũng chính là hai phiên bản thường được đem ra so sánh với nhau nhiều nhất. Vậy theo bạn, trong hai phiên bản này, bộ phim nào xuất sắc hơn? Chúng ta hãy cùng đến với một vài so sánh thú vị về Thần Điêu Đại Hiệp 1995 và 2006 ngay trong video này nhé. 1. Độ hợp vai của cặp đôi diễn viên chính. Nói đến độ hợp vai Tiểu Long Nữ, cả Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi đều gây ấn tượng mạnh với khán giả, nếu đặt lên bàn cân thì có lẽ cũng 1-9-1-10. Đối với Lý Nhược Đồng, trong lòng rất nhiều khán giả thì cô chính là Tiểu Long Nữ kinh điển nhất. Nữ diễn viên khắc họa rất tốt sự phiêu diêu, lạnh lùng của nhân vật. Cô phiên bản Lý Nhược Đồng toát lên vẻ thanh tú, nhưng không kém phần chín chắn, cương nghị. Dù kinh nghiệm diễn xuất khi ấy của Lý Nhược Đồng là không nhiều, nhưng cô đã lột tả trọn vẹn khí chất băng thanh ngọc khiết của Tiểu Long Nữ. Tạo hình và cách trang điểm đơn giản của Lý Nhược Đồng trong phim cũng được đánh giá là rất thích hợp với hình ảnh của một người con gái ở trong cổ mộ, khiến cho Tiểu Long Nữ của cô khắc sâu trong tâm trí của khán giả cho đến tận bây giờ. Về phần Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên từng chia sẻ đã gặp Kim Dung 4 lần trước khi bấm máy quay Thần Điêu Đại Hiệp. Vị tác giả rất nóng lòng được chứng kiến cô hóa thân thành Tiểu Long Nữ và dành lời khen, cô gái này sinh ra như để hóa thân thành những nhân vật nữ của tôi. Mỹ nhân sinh năm 1987 được nhận xét có vẻ đẹp thần tiên thoát tục, đúng chuẩn băng thanh ngọc khiết. Tuy thế, nét diễn của cô bị chê là khá đơ, động tác võ thuật rườm rà, không đủ mạnh mẽ. Trong nguyên tác, Kim Dung từng miêu tả về cô, nàng chạc 17-18 tuổi, trừ mái tóc đen, toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, có điều da rẻ trắng xanh, thiếu màu hồn. Thật trùng hợp khi thời điểm đó Lưu Diệc Phi cũng trạc tuổi của nhân vật. Điều này vừa là lợi thế cũng vừa là khó khăn của nữ diễn viên, do chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng bù lại có được nét đơn thuần, trong sáng ở một Tiểu Long Nữ chưa trải sự đời. Về nhân vật Dương Quá, đối với nhiều fan nguyên tác, Cổ Thiên Lạc chính là Dương Quá xé sách bước ra, vẻ điển trai thư sinh kết hợp với kiểu tóc gọn gàng khiến anh mê hoặc rất nhiều khán giả, ngay cả ở giai đoạn 16 năm sau. Trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp 1995, Cổ Thiên Lạc nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài vô cùng điển trai và làn da trắng. Cùng với tạo hình, Dương Quá của Cổ Thiên Lạc được cho là vô cùng phù hợp với nguyên tác. Huỳnh Hiểu Minh trong phiên bản 2006 lại khiến cho người xem cảm nhận được rõ ràng nhất hình ảnh của Dương Quá trong truyện của Kim Dung, thông minh, lém lỉnh và cũng rất ngông. Thế nhưng, có một điểm trừ của Huỳnh Hiểu Minh chính là anh quá già khi vào vai Dương Quá. Khi đóng Dương Quá, Huỳnh Hiểu Minh đã 29 tuổi, vì thế nhìn anh khá dừ, nhất là khi đảm nhận vai Dương Quá ở độ tuổi chưa đầy 20, khiến người xem cảm thấy rất lấn cấn. Theo cảm nhận của nhiều khán giả, Huỳnh Hiểu Minh chỉ thật sự hợp với Dương Quá của 16 năm sau khi nhân vật này bước sang ngưỡng tuổi trung niên. 2. Diễn xuất của cặp đôi nhân vật chính. Nếu nói về tạo hình và độ hợp vai, thì giữa hai phiên bản 1995 và 2006 có thể không có sự chênh lệch nhiều. Nhưng xét về khả năng diễn xuất, có lẽ Thần Điêu Đại Hiệp 1995 sẽ vượt mặt bản 2006. Đặc biệt là ở nhân vật Tiểu Long Nữ. Xét về khoản ngoại hình Tiểu Long Nữ, khán giả có thể khó lựa chọn xem bản nào xuất sắc hơn, nhưng ở khoản diễn xuất, Lý Nhược Đồng chắc chắn sẽ lấn át so với Lưu Diệc Phi, đảm nhận vai Tiểu Long Nữ lạnh lùng, nhưng Lý Nhược Đồng biết điều chỉnh cảm xúc và ánh mắt để không bị rơi vào cảnh mặt đơ. Lưu Diệc Phi vào vai Tiểu Long Nữ quá đẹp, nhưng bạn sẽ rất khó cảm nhận được cảm xúc từ nhân vật của cô ấy. Bên cạnh Lý Nhược Đồng, thì Dương Quá Cổ Thiên Lạc cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Thời điểm đóng phim, Cổ Thiên Lạc vẫn là một diễn viên trẻ, diễn xuất của anh không quá xuất sắc, nhưng rất tự nhiên. Nam diễn viên đã hóa thân vào vai diễn Dương Quá thông minh và trượng nghĩa, một cách khá hoàn hảo. Về phần Huỳnh Hiểu Minh, ngoài việc quá dư ra, thì anh còn có lối diễn khá phô trương, dẫn đến nhiều phân cảnh bị lố, khiến cho cảm xúc của khán giả đối với nhân vật Dương Quá của anh cũng suy giảm đi đáng kể. Nhưng cũng có điểm mà Huỳnh Hiểu Minh đã làm tốt hơn Cổ Thiên Lạc, đó là anh ấy đã tô điểm được vẻ cuồng của nhân vật Dương Quá. 3. Cảnh quay và kỹ xảo. Xét về cảnh quay và kỹ xảo, có thể thấy rõ ràng hai bộ phim cách nhau đến hơn 10 năm, vì thế chắc chắn bản 1995 sẽ có nhiều điểm không theo kịp được bản 2006. Thần Điêu Đại Hiệp 1995
Tuy được chỉnh chu về mọi mặt hơn so với bản 1983, nhưng khoản đầu tư vào bộ phim này là không nhiều. Vậy nên, bối cảnh phim trông khá đơn sơ và không được đẹp mắt cho lắm. Bạn nào thích sự hoành tráng và mãn nhãn thì chắc sẽ thấy nhiều điểm lấn cấn với phiên bản 1995 đấy. Mặc dù phần kỹ xảo còn nghèo nàn, nhưng được cái là các cảnh võ thuật trong bản 1995 đều rất thật, diễn viên hầu như đều tự mình thực hiện. Về phần Thần Điêu Đại Hiệp 2006, sở hữu những kỹ thuật làm phim của hơn 10 năm sau, cộng thêm việc được đầu tư một khoản lớn, nên đương nhiên, phiên bản này có nhiều lợi thế hơn bản 1995, từ việc lựa chọn kỹ lưỡng, bối cảnh, cho đến kỹ xảo, cũng như tạo hình. Những cảnh quay của Thần Điêu Đại Hiệp 2006 đều rất hoành tráng, địa điểm quay toàn nơi non nước hữu tình cả. Về điểm này thì bản 1995 khó mà bì kịp, phần kỹ xảo cũng được trau chuốt hơn, nên khán giả khi xem sẽ cảm thấy rất mãn nhãn. Chỉ có điều, những cảnh võ thuật không tự nhiên bằng bản 1995, nhiều phân cảnh khá màu mè như đang múa vậy. 4. Những điểm không hợp lý. Nói đến những điểm không hợp lý trong phim, phiên bản năm 2006 xuất hiện nhiều lỗi hơn so với bản năm 1995. Bản 1995 được cho là có nhiều cảnh tốt, tuy vẫn có lỗi nhưng không lớn và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phim. Một trong những cảnh đầu gây chú ý nhất chính là khi Tôn bà vì cứ dương quá nên đã đánh nhau với người của Trùng Dương Cung. Bà bị đánh trọng thương và khó lòng qua khỏi. Đang lúc tình hình nguy cấp thì Tiểu Long Nữ xuất hiện giải nguy. Nhưng nếu Tiểu Long Nữ của 1995 xuất hiện nhanh chóng để cứu nguy, thì Tiểu Long Nữ của bản 2006 lại khá lề mề. Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi đứng trên mái nhà, từ từ bay xuống với sự phụ họa của những giải lụa trắng. Trong lúc nguy cấp như thế mà nàng vẫn ung dung xuất hiện với hình ảnh của một nàng tiên giáng trần. Cá nhân mình cực kỳ thích cảnh xuất hiện này của Lưu Diệc Phi, nó rất bay bổng, làm toát lên vẻ đẹp thoát tục của nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi đặt vào bối cảnh phim thì nó lại có đôi chút thiếu hợp lý. Thêm vào đó, trong một cảnh đánh nhau giữa Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu trong bản 2006 cũng bị cho là quá lố bởi sự xuất hiện của những chiếc ô đủ màu sắc chẳng biết từ đâu ra. Tiếp đến là cảnh trùng phùng của Dương Quá với Tiểu Long Nữ sau 16 năm xa cách trong bản 2006 cũng bị chê khá nhiều. 16 năm cách biệt nhưng có vẻ như Tiểu Long Nữ sống ở vực sâu khá vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Đó không giống như hình ảnh của một người con gái phải chịu chia ly với người mình yêu. Về cảnh phim này, bản 1995 nhận được khá nhiều lời khen bởi sự đơn giản, không quá phô trương cầu kỳ. Xét tổng thể thì cả hai phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp trên đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nếu bản 1995 ghi điểm nhờ độ hợp vai và diễn xuất của dàn diễn viên chính, thì bản 2006 lại thắng thế nhờ cảnh quay cùng kỹ xảo đỉnh của chóp. Vậy theo bạn, phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp nào ấn tượng hơn? Hãy để lại một bình luận cho chúng mình ý kiến của bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.